Rồi, hello, chào các bạn đến với kênh Fungry 70. Thì hôm nay mình tiếp tục ngày thứ 3 tập Shika bỏi các bạn. Thì hôm nay là ngày thứ 3 em Shika bỏi ha. Thì bây giờ nay nó cũng dạng hơn rồi. Thì nói chung là mình cũng không có cầm các bạn. Nói thẳng với các bạn luôn là mình không có thời gian mà mình cầm nó luôn á. Là mình chỉ để trên cầu như thế này thôi. Và bây giờ là tối rồi, mình mới làm về, giờ mình mới cho ăn các bạn. Mấy ngắn này mình cũng chưa cho ăn, giờ mình mới cho ăn đó. Thì giờ mình sẽ cho ăn, mình đi tới lui cho nó thấy mình ha, thấy mình cho nó dạng. Thì mình để cho nó ăn thôi chứ mình cũng không cầm. Mình để cho nó ăn chừng nào mà mình đứng gần nó, mình đứng gần nó rồi á, là mà nó không né, nó không bay, nó né nhưng mà nó không bay nhảy á, thì lúc đó mình mới cầm ha. Thì hiện tại giờ mình cách xa nó cỡ mét rồi các bạn, thì mình đang cách nó khoảng mét thôi chứ không có xa. Thì nó vẫn đứng im ha, nó không bay ha. Thì bây giờ là mình sẽ cho mấy ngắn này, mấy ngắn của mình ăn, rồi mình sẽ cho nó ăn sau, mình sẽ cho nó ăn, nó cho nó ăn luôn đó. Rồi nhờ bây giờ các bạn đón xem ha, xem coi thái độ của nó như thế nào ha. Thì nói chung là mình vẫn để nó đứng bình thường như thế này chứ mình chưa có cầm ngày nào hết các bạn. Nói thiệt luôn là mình không có cầm luôn á, mình chỉ để cầu vậy thôi. Là giờ mình ra mình cho ăn, thì mình cho ăn nó ăn xong vậy thôi chứ chưa có cầm. Chỉ chờ cho nó thái độ mình đứng gần lại, nó bớt nhát lại á, với hai nữa là mình mới cầm cho nó ăn gặt, cho nên giờ này là chưa được các bạn. Rồi thì bây giờ các bạn cà ri sẽ cho nó ăn, cho ngay các bạn. Thì mình sẽ thì các bạn cũng thấy đó, mình đút từ từ cho nó ăn ha. Thì nó ăn thì mình cứ để từ từ cho nó ăn thôi, cứ đút từ từ thôi, chúng ta không làm vội đâu. Nếu mà các bạn có thời gian các bạn có thể đút, thì mình đút vậy thì nó chịu ăn á, thì mình đút cho nó ăn. Còn lát nữa nó đút hoài nó ăn thì lát mình để lên ngay chỗ cái cầu để tự cho nó sáng ăn. Thì bữa nay là nó đói, là chạy như là đói ngày thứ nhất, hôm qua đói rồi,
hôm nay từ sáng giờ là mình chưa ăn, cho ăn buổi chiều, cho nên là bây giờ nó cũng khá đói rồi các bạn. Thì mình cứ đút cho nó, nếu mà nó chịu dạng như thế này rồi á là chúng ta đút ha. Thì nên bây giờ là nói chung là nó đã dạng rồi, dạng rồi ha, thì mình sẽ đút cho nó ăn, để cho nó ăn, cho nó làm quen với nó, cho nó quen với mình rồi á, để đó chúng ta hãy cầm cho nó ăn lên ga, thì hạn chế để làm cho nó quảng thêm, cho nên chúng ta cứ để lên cầu như vậy đó, chúng ta đút từ từ. Thì bữa nay mình đút nó ăn á, thì ngày mai là bắt đầu là mình đứng cầu nó dễ các bạn, có chuyện đứng cầu ha. Còn nếu bữa nay nó không chịu ăn thì ngày mai đứng cầu hơi khó, cho nên vẫn tiếp tục mình vẫn để cho nó ăn trên cầu, mình đút nó. Rồi thì bây giờ cà ri sẽ để đó, thì nào nó ăn ăn các bạn. Rồi thì mình để cũng khá lâu rồi nhưng mà nó cũng không có ăn luôn các bạn ơi. Thì mình sẽ dẹp mồi và mình để ngày mai rồi tiếp tục mình tập tiếp cho nó ăn ha. Thì chào các bạn, thì nhớ like và đăng ký kênh theo dõi hành trình mình Thuần chia ca bỏ như thế nào ha. Đó, thì ngày hôm nay thái độ nó vậy, các bạn cũng thấy khá ok chưa. Chào, thì chúc các bạn thành công ha. Nhớ là đón xem video tiếp theo nha các bạn.